cô bị cái vết răng đã chụp cách đây được 10 năm rồi, chết rồi. Một cái này nó bị thủng và một cái tự trên nó gãy rơi ra, nó chụp rồi nó rơi gãy ra. Không đạo gì. À, chỉ tự nhiên thấy nó văng ra một cái thì thấy thủng, nó có rắc thức ăn gì không? Có, rắc thức ăn. Rồi. Cái bên đây đang rắc thức ăn. À. Nó 10 năm nay. Rồi. 10 năm nay rồi, đến 10 năm sau bị rắc thức ăn hay là phải trong khoảng... Bị đâu rồi, à. Nhưng mà cô cứ để liều. Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Thì vẫn không khó khăn gì nhiều luôn. Nó không đau như cái để. Dạ. Sau hôm đang ăn cơm mới rơi răng. Rồi hôm nay con sẽ kiểm tra bên trong xem cụ thể nó như thế nào con nhá. Ồ, các bạn ạ, đây không phải là cái cục kéo răng đâu ạ. Đây là cái chân răng của cô đấy ạ. Chân răng nó gãy ra đây đấy ạ. Cô há. Cô há cho con này. Nó sát khuẩn trong miệng này. Rồi, cô há giúp con nhẹ nhàng, cô đau thì cô giơ tay trái giúp con ạ. Cùng là cái chân răng, cái phần chân răng của chúng ta tưởng như là cái cao răng đấy ạ. Cô có thấy con nhổ răng thì nó đau nhiều không cô? Không. À, rồi bây giờ thì cô về cô không ăn được những cái đồ mà nó có nhiều dầu mỡ này, chủ yếu ăn những đồ hấp, đồ luộc thôi nhá.